bát tự do. Còn điệu disco, cái điệu disco thì bát sẽ đi như thế này các bạn. Các bạn sẽ đánh ví dụ như là la thứ, la sol sol sol. Các bạn đánh vào quãng 1 và quãng 5, la. Son la quãng 1 và quãng 7, bát của disco thì dễ rồi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi điệu xì lưu sụp. Trong các điệu thì điệu xì lưu sụp là khó nhất, tại điệu xì lưu sụp nó sử dụng là nó chơi nhịp lời, nhịp syncope. Thí dụ như là đây là điệu sụp, sun sụp, sun. Bây giờ điệu xì lưu sụp nó đánh trễ, cái nhịp nó đánh chậm lại. Xì lô là tiếng Mỹ là chậm mà. Xì lô róc chậm, xì lưu sụp, sụp chậm. Sụp hay sun thì cũng vậy. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi là thứ nhỉ. Mình đi chậm nó sẽ như thế đó. Xì lô sụp pha róc đó. Thank you.
bát nó sẽ rời như thế đó. Nếu mà đi bát thì các bạn sẽ đánh phần bát nó sẽ rời như vậy. Bây giờ các bạn sẽ đánh gọi là Shirushu Parok. Parok thì nó nhộn hơn chút. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn đánh điệu Shirushu Parok. Lần này các bạn đã tập rồi. Đây là nhịp 4/4, 8 tiếng. Các bạn sẽ đánh theo, tôi sẽ đọc số giây để các bạn đánh nha. Đây là cái điệu này, là điệu 8 nốt, 4 nhịp. Nó sử dụng cho tất cả các điệu nhịp, các giai điệu mà có nhịp 4/4. Ví dụ như điệu rumba, điệu bolero, cha cha cha, sun sụp vân vân. Ví dụ mình đang đánh chập chán thì bây giờ mình sẽ chơi rả. Số 5, 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, ví dụ như 4 3 1 3 1 2 3 1 2 3 4 3 4 3 2 3 1 3 2 3
xuân sụp gì được hết. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn điệu rock. Điệu rock là điệu hơi dài một chút. Thế hồi năm 1970, thập niên 70, hồi đấy ở Việt Nam nó có một chàng chơi nhạc rock rất là mạnh, gọi là nhạc kích động. Thì nhạc kích động nó gồm có, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chỉ bát trước. Kiểu thứ nhất này, các bạn nghe cái bài của Santana, cái bài đấy này, đó lóc đó, tại vì kiểu đánh của nó giống nhau, nó chỉ đổi dây thôi, đổi dây và đổi phím thôi, kiểu đánh giống nhau. Đấy là kiểu thứ nhất. Kiểu thứ hai, kiểu thứ hai là khác, khác nhau chút. Ba tăng giống nhau như thế. Xí dụ như là đây, ba thứ âm dây rồi. Sẽ sử dụng âm dây di động chơi K
kiểu mạnh, đây là điệu rock. Đó là ba thế, bốn thế của điệu rock. Điệu rock chính cấu của nó là đây, đây này, vua nhạc rock Elvis đây này. Chơi điệu rock thì nó khó cái như thế này này. Đây là la thứ bảy, la thứ sáu. Các bạn sẽ rút hai vô. Các bạn sẽ rút son pha. Đây là la thứ bảy, la thứ sáu. Đúng không? Thì mình sẽ đánh ngón tắt thôi. La 7 này, La 6 này, 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 La 7 này, La 6 này,
Rồi chứ à. Nó sẽ hợp với cái này. Đây là điệu rock, nó dùng cho nhạc kích động. Thí dụ như một trăm em ơi, bát nó sẽ đi như thế, còn đẹp nữa. Các bạn sẽ đánh rồi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tập sơ sơ dạng tay. Bây giờ các bạn sẽ tập dạng cho tôi dạng hai piano. À, kiểu tập dạng của sơ cấp và trung cấp của classic. À, nó chỉ tập sơ sơ thôi. Bây giờ mình sẽ la si la do, la si la do, la re la do si la, la si la do, la re la do si la, si la do, la re la do si la, la si la, la re la si la, la si la do, la re do si la. Kéo lên si. Si do si re si mi si. Không cần dạng nhiều, các bạn tập sơ với cái này thôi, để về sau các bạn mới có bát. Để các bạn vươn cái ngón tay này ra để sử dụng. Như vừa xong là tôi đã hướng dẫn các bạn chơi tất cả các điệu rồi đấy. Khá đầy đủ rồi, coi như đầy đủ vừa bát vừa các điệu. Các bạn thân mến, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp phần điệu. Hôm qua chúng ta đã học phần điệu, tôi còn thiếu quyền chưa hướng dẫn các bạn điệu bốt tôm. Bây giờ bạn lấy đôi trường làm chuẩn. Bốt tôn là điệu bốt tôn hay bốt tông là điệu nhịp 3-4. Bây giờ các bạn sẽ đánh theo cái số ngón tay tôi đọc nha. Dây số 5 là dây bát. Dây số 3-2-1 là dây 1-2-3 ở từ dưới lên, tính từ dưới lên. Đô sấp đô 3-1 3-2. Cái 2 á là nó gồm đánh 2 dây, dây 2 và dây 1. Các bạn đánh lướt phím qua cái số 2 và số 1. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3. Nó gồm có 6 tiếng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, điệu bốt tông là nhịp 3, 4 nó có 6 tiếng. 3, 2, 3. Thank you.
bài không tên của Vũ Thành An đó là Diệu Bốt Tông không. Thì bát của điệu Bốt Tông nó gần như bát của điệu Van, có hai bát đấy. Tầng thế rồi. Hôm qua tôi ra hướng dẫn các bạn điệu điệu rock rồi, coi như các điệu đã gần hết. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn, tôi sẽ nói qua để các bạn hiểu. Trong các nhạc cụ thì đàn guitar là khó nhất, đàn guitar bấm nhiều thế bấm. Đây là những cái bấm gọi là bấm accord. Guitar nó có khoảng hơn 1.000 accord, tức là hơn 1.000 thế bấm này. Nó còn nhiều hơn là piano. Piano chỉ có một âm dài thôi. Thí dụ như một âm dài la thứ thì nó sẽ chạy từ octave 1, 2 đến octave 3. Nó chỉ có một khuôn thôi, một khuôn la thứ thôi. Còn riêng guitar thì nó có 3 khuôn đến 4 khuôn. Mỗi một âm dài có 3 khuôn đến 4 khuôn. Mà khuôn nào nó cũng chạy từ thấp đến cao, tức là nó nhiều âm dài hơn là piano và ọ. Mà mỗi một khuôn của âm dài như vậy nó cõng theo là 6 hợp âm đi kèm để đệm cho cái khuôn đó. Thì thí dụ như là một âm dài la thứ có 4 khuôn thì nó cõng theo là mỗi một khuôn là 6 hợp âm. Thì 4 6 là 24, 24 hợp âm đấy. Thì đệm cho 4 khuôn của âm dài la thứ. Còn riêng về piano và ọc thì nó chỉ có một khuôn la thứ thôi, từ thấp lên tới cao. Cho nên nó chỉ đệm có một lần thôi. Nó chỉ có 6 hợp âm trong cái la thứ đó thôi. Cho nên guitar là các thứ bấm là nhiều nhất. Thí dụ như theo kinh nghiệm của tôi chơi ấy, là trong các hợp âm thì hợp âm mi 7 của guitar là nhiều nhất, nó gồm tới 11, 12 hợp âm. Đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn coi nha. Đây là mi 7 một cái. Đây là mi 7 hai cái. Đây là mi 7 ba cái. Đây là mi 7 bốn cái. Đây là mi 7 năm cái. Đây là mi 7 năm cái. Đây là mi 7 sáu cái. Đây là mi 7 đây là mi 7 8 cái, đây là mi 7 9 cái, đây là mi 7 10 cái, và đây là thêm một cái mi 7 nữa là 11 cái đó. Và còn thêm một cái mi 7 này đó. Đây là một cái mi 7 đó. Nó coi như nó 12 cái mi 7 nằm ở 12 chỗ khác nhau. Riêng về hợp âm mi 7 là tôi đếm là theo tôi chơi classic là 12 cái là hợp âm nhiều nhất. Còn thường thường mỗi hợp âm như vậy là 3 đến 4 cái, 5 cái nằm ở 4 5 chỗ khác nhau tùy theo hợp âm của nó. Riêng cái hợp âm mi 7 là tôi chơi là thấy nhiều nhất. Ngoài ra còn những cái hợp âm lớn là những cái hợp âm như thế này. Đây là dành cho classic guitar. Các bạn phải tập dạng nhiều, các bạn mới bấm được đó. Nó bấm tới 6 phím. Đây là pha chuẩn, son chuẩn, la chuẩn, la chuẩn, la chuẩn, si chuẩn. Nó gồm nó là những thế bấm lớn. Đây là bấm như vậy. Thí dụ như đây mình sẽ bấm, đây cũng là la thứ, đây cũng là la thứ. Ví dụ đây là hợp âm lớn. Trong các hợp âm lớn của guitar classic thì cái hợp âm la thứ này nè và là khó nhất là bấm tới 4 giây, mỗi giây 6 nốt, mỗi giây 1 nốt và nó dạng tới 6 phím. Thì cái hợp âm mà khó
khó nhất là bấm si giảm trưởng. Si giảm trưởng tại nó bấm ở đây, nó là cái khoảng của cái phím đàn cao nhất, to nhất. Cho nên mới đầu tụi tôi chơi đàn guitar mà tôi chơi classic là phải tập dạng. Ví dụ như đây, cần đơn sẽ giãn phát tay ra để chúng tôi mới bấm được cái hợp âm xa như thế này, nó mới kêu được. Đó gọi là những cái hợp âm lớn. Đây là một âm lớn. À, khi mà gặp những bản classic mà thượng cấp thì sẽ các bạn sẽ gặp những hợp âm lớn, và những tay đàn classic guitar thì họ sợ như vậy hợp âm lớn, tại vì nó bắt bấm rất là nhanh mà còn phải bấm giãn. Cho nên nó xích, nó tập khó hơn là, nhất là kỹ thuật thượng cấp, nó tập khó hơn là sơ cấp và trung cấp. Trong cái môn nhạc này tôi chỉ hướng dẫn các bạn tập dạng sơ thôi. Đó, chỉ một dạng sơ sơ thôi. Và không cần nhiều để cho các ngón tay này nó tách ra, rời nhau ra. Thì trong bàn tay thì bốn ngón này thì ngón út và ngón này nó yếu nhất, cho nên hai ngón này lúc nào nó đi với nhau là nó cũng dựa vào nhau ấy. Nó cũng dựa dẫm cái sức đưa của nhau ấy. Cho nên các bạn tập như thế này, tập dạng như thế này thì nó tách những cái ngón tay này ra, nó tự độc lập ấy. Nó bấm tự dùng sức ấy. Nó không còn dựa dẫm với nhau, gọi là không còn dính vào nhau. Hai ngón này mới bắt đầu các bạn tập đờn là nó yếu, nó hay dính vào nhau. Thì khi mà chơi móc cũng vậy, khi mà tôi luyện qua classic thì những hai ngón tay này cũng rất là yếu, lúc mà móc thì hai ngón tay này rất là yếu, cho nên khi mà tập là tôi phải kẹp ngón tay út này vô lấy dây thùng cột lại, để khi về sau này tôi thả ra thì cái ngón này nó không nương vào ngón tay út nữa. Ngón này nó yếu nhất nhưng mà vì nó bị nương vào ngón tay út, đâm ra khi mà đánh móc thì nó khỏe nhất. Cho nên tôi sẽ cột nó lại, cột ngón tay út lại, để ngón tay áp út này không nương vào ngón tay út nữa. Thì lúc đấy cái sức của ba ngón này sẽ tập bằng nhau, tập sẽ bằng nhau. Thì khi mà một người tập như thế này thì các bạn nhìn sẽ biết họ co lên như thế này. Đó. Còn nếu mà bình thường không thể co được thì tôi cột dây thông cho nên tôi co được. Đó, co lên được. Tôi không kéo tay theo kia theo được. Đó. Ngoài hợp âm classic ra thì nó còn nhiều hợp âm 7/9, hợp âm 9, hợp âm 11, hợp âm 2, hợp âm 4. Những cái hợp âm ấy là những hợp âm ngang. Trong modern không xài tới, tại vì nó ngang quá ngang. Nếu mà các bạn mà xài nó sẽ bị lạc tông, cho nên tôi không hướng dẫn các bạn. Còn riêng về classic thì các bạn phải học qua các cái hợp âm đấy. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số bài tập thập niên năm 1950-60, ban nhạc Santana của châu Mỹ Latin ra đời. Họ đã thâu vào những cái đi băng Akai, rồi đấy là máy Akai của Nhật. Nó gồm có hai cái băng, băng trò. Thì Santana họ thâu những bản nhạc không lời. Thì hồi đấy tôi khoảng cái chừng 8-9 tuổi. Tôi hồi cái lớp trẻ của tôi say mê Santana. Tôi nghe những cái bản nhạc không lời đó. Những bản nhạc không lời đó là những bản nhạc ngắn, hay, dễ nhờ thuộc, dễ nhớ và dễ tập. Nó sẽ kích thích các bạn để các bạn chịu khó tập đờn. Những cái bản mẫu này là dành cho những người chưa biết đàn, chưa biết gì. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn tập từ từ. Tôi vừa đọc nốt và vừa dẫn dắt các bạn tập từ từ. Những bản này là những bài mẫu để cho các bạn tập biết đờn về sau này. Về sau này tôi đã dùng những cái bản đấy, tôi viết ra, tôi nghe nhiều và tôi thuộc, tôi viết ra tự tôi chơi lấy, rồi tôi dạy lại bạn bè và một số người khác, những người tập sự biết đờn. Thì khoảng cứ chừng 2-3 tháng thì họ đã biết chơi đờn, họ chơi cũng khá khá rồi.
nhờ vào những cái bài mẫu đấy. Bây giờ tôi sẽ dùng những bài mẫu đấy để hướng dẫn các bạn chơi. Đó là những bài nhạc không lời, ngay cả tôi cũng không biết tên nó là gì. Tôi chỉ biết là nó rất là hay và dễ thuộc, dễ nhớ, dễ chơi. Ở trong đấy tôi chỉ biết có mỗi bản Uzo Komova nổi tiếng của Santana. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn tập những cái bài đó. Đây là hợp âm Y thứ, đây là hợp âm La thứ. Trong này ta sẽ sử dụng hai hợp âm này. Bây giờ các bạn sẽ đặt ngón tay này ở phím thứ 12. Các bạn quay phím nhé. Đó, các bạn kéo dần dần xuống. Cái phím các bạn sẽ quay. Xuống đây các bạn buông ra các bạn nhấn một cái. Sẽ tập xí xoa xí mì, xí xoa xí mì 4 lần đi. Xí xoa xí mì, xí xoa xí mì, xí xoa xí mì 3 lần đi. 5 lần đi. Xí xoa xí mì, xí xoa xí mì, xí xoa xí mì, xí xoa xí mì 6 lần. Các bạn lại cái lại từ dây số 6 đến dây số 1. Bấm đi hướng lại từ dây số 6 đến dây số 1. Lại nha. Tiếp nha các bạn. Sao si re đi re đi re đi re đi si re đi re đi re đi re đi fa 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 để thăng nha. Mi re đi re đi re đi fa mi re đi re đi re si. Lại một cái. Đây là nó tập cho các bạn đệm đờn đây. Tôi đánh lại nha. Si re đi re đi re đi re đi. Đây là phần 1. Khi bắt các bạn đánh xong phần 1 rồi, các bạn chuyển xuống dây số 5 và dây số 4. Các bạn đánh y như vừa xong, nhưng mà tên nốt nó đổi đi. Cái này là các bạn sẽ đặt phím 12 nhưng mà dây số 5. Đánh y như xí xoa nhưng mà đổi dây thôi. Các bạn đánh 6 lần như thế. Đi đôi đi đôi đi đôi đi đôi. Rồi các bạn đánh xuống dây số 3 và dây số 4. Các bạn đánh y như vừa xong khúc vừa nãy các bạn đánh. Tên nốt nó thay đổi đi chút. Mi son la son la son la son la si la son la son la son la si la son la son la son la. Tôi đánh lại nha. Mi son la son la son la son la si la son la son la son la si la son la son la son la. Lại một cái. Bây giờ tôi sẽ đánh nối vào cho các bạn nghe nhé. Thank you.
các bạn cứ đánh đi đánh lại hoài, cứ nối vào nhau thành một bài già. Đó. Cái những cái bài này, những bài tập mẫu để cho các bạn biết chơi rồi, các bạn chơi liên tục khoảng chừng 1-2 tháng các bạn sẽ biết chơi. Thế thôi, tôi đã dùng những cái bài này để tôi dạy bao nhiêu lớp bạn trẻ rồi, họ đều biết chơi rồi. Nhờ những cái bài nhạc không lời này nó dễ chơi, dễ thuộc, dễ nhớ. Tôi đánh lại các bạn. Bài số 1, bài số 2 là bài số 2 là...